Sứ Lyza chào cả nhà ha. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu mình 15 cây sứ thái ghép ạ. Giá cây em bán có giá từ 30.000 cho đến 900.000 một gốc nha cả nhà. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055. Rồi đầu tiên mình có cây số 1. Số 1 thì mình có một cây thanh lý trước nha cả nhà. Cây này ghép giống hồng ngọc, hoa 3 lớp màu hồng, xoay hoa rất là to, cây tựa dài. Mấy cây này mình mua về chiếc zin liền thì được khá là nhiều nhánh luôn. Cây thanh lý giá 30.000, cây mình trong chậu C10, hoành của nó, hoành gốc là nó nằm tầm cỡ khoảng là 65 đến 70 nha. Rồi cây ghép 5 bo giá 30.000, tựa dài, tựa nó dài tầm khoảng là 2 tấc đến 3 tấc nha cả nhà, nhánh rất là dài luôn. Rồi ghép giống hồng ngọc 30.000 thanh lý. Tiếp số 2. Số 2 một giống hoa thơm tên An Lạc, hoa 3 lớp nền vàng cam viền hồng. Cây ghép 7 bo 120.000. Số 3. Ngọc Thủy Tiên, hoa 3 lớp, cây mình 5 bo 120.000. Số 4. Số 4 á là Hạnh Phúc, hoa 3 lớp trắng sọc hồng, hồng vàng. Mẫu hoa này rất là nổi bật luôn, cây 8 bo 250.000. Đây em quay cận cho mình xem cái củ mình ra và củ nhìn cơ bắp nha. Cái hành củ này là nó nằm tầm dao động từ 65 đến 70 nha cả nhà. Cái củ này là to hơn 70 á. Tiếp số 5. Số 5 là Sĩ Thương 1, 3 lớp trắng viền hồng. Giống này hoa rất là rộ và hoa thơm, cây 9 bo 250.000. Số 6. Số 6 là Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ, cây 7 bo giá 200.000. Số 7. Số 7 là một gốc sứ zin. Cái gốc này thì cái hoành cũ của nó em ướm thử khoảng 2 gang rưỡi tay em vòng lại. Đây, hoa 3 lớp màu hồng tên Kỳ Duyên. Đây là gốc riêng nha cả nhà. Gốc này nhà vườn trồng được khoảng 2 năm rưỡi rồi. Giá 150.000. Số 8. Số 8 một cây cũ to mà hàng thanh lý. Đây, cây này cũ rất là to. Cũ này là đang trồng trong chậu 5 tấc. Rồi ghép Long Thành, hoa 3 lớp màu đỏ tươi, cây mình ghép 5 bo. Đây là hàng bị lỗi nha cả nhà. Đây, nó bị lỗi đây ạ. Em đưa bán thanh lý cây tựa dài. Rồi 150.000 cho cây thanh lý nè. Số 9. Số 9 là Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Thúy An mình 7 bo, giá của nó là 100.000. Thì cái củ của Thúy An. Số 10. Đuôn Han, hoa 3 lớp màu vàng, lớp ngoài có viền hồng, cây 5 bo giá 100.000. Số 11. 11 là Ngọc Diệu, mẫu hoa 3 lớp trắng lem đỏ, cây 6 bo giá 100.000. Ngọc Diệu này củ rất là to luôn. Số 12. 12 một cây giáng nằm. Rồi cây giáng nằm ghép giống Nguyệt Tâm 2, hoa 3 lớp màu hồng sọc. Mẫu hoa này nổi bật lắm luôn. Cây mình bo khỏe tựa dài nha. Đây cây giáng nằm. Rồi cây 8 bo 350.000. Giống này thì thơm nhẹ. Em tiếp 13. 13 một cây cũ rất là già luôn á. À, cái cây này là cũ già lắm. Cây này em mua nguyên liệu từ của ông chú, ông chồng cái cũ này lâu lắm rồi. Nè, cũ nó già quá rồi nó bị theo thời gian là nắng nó lém hơi hơi nè. Rồi cây này ghép giống Ngọc Băng, hoa 3 lớp màu trắng, trắng tinh luôn và xoay hoa rất là to, cây tựa dài nha. Tàn bung ra tầm khoảng 8 tấc. Cây ghép 6 bo giá 900.000. Đây em quay cận cho mình xem. Cái củ này già lâu năm lắm rồi nha cả nhà. Rồi tiếp 14. 14 cây này dạng mẹ bồng con, một cặp củ già nữa nè. Ghép giống T2. T2 hoa 3 lớp nền vàng cam có sọc, giống này hoa chuyển màu, hoa rất là rộ luôn. Đây T2 ghép vô cái giống này, vô cái củ già, nhìn cái lá nó không chưa có phát dữ. Đây, cặp củ này già, củ dạng mẹ bồng con nha cả nhà. Rồi cặp T2 này ghép 7 bo một chậu 2 gốc nha. Hai gốc này là nó dính với nhau từ hồi em mua nguyên liệu về đến giờ nè. Nó dính vô như vậy đó. Chứ không phải là em cố tình trồng hai gốc.
hai cái gốc nó dính vô. Rồi cây bảy bo 500 ngàn. Anh chị nào thích sưu tầm cái dạng cũ mà già, cũ mà nuôi lâu năm thì mình đón mấy cây này ha. Cái màu của nó rất là già luôn rồi ạ. Tiếp số 15. 15 là phương lam 23, hoa 3 lớp, màu vàng, cánh viền hồng, nở vài ngày sẽ chuyển sang hồng. Giống này chuyển màu khoảng 70% ha. Rồi, cây của mình xem cái dàn tàn của nó đây ạ. Hoa chuyển màu rất là đẹp luôn. Phương lam 23, ghép 6 bo, giá 500 ngàn. Rồi, hôm nay em giới thiệu mình là 15 cây ha. Cả nhà mình xem, nếu yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ giúp vườn em thì cứ alo theo số máy 0981813055 ha. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký và ấn vào chuông thông báo, mình sẽ đón xem được tất cả những video mới nhất của bên em up lên giới thiệu đến với mình ạ. Rồi, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.